Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước ngày thông xe. Cầu Thủ Thiêm 2 thành phố Hồ Chí Minh đang được hoàn thiện mặt đường cùng các hạng mục cuối cùng trước khi vào giai đoạn thử vào cuối tháng 3 và thông xe vào cuối tháng 4. Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và thành phố Thủ Đức, được khởi công từ năm 2015, tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2021, cầu Hợp Long và dự kiến hoàn thành thông xe vào dịp 30 tháng 4. Những cuối tháng 3, mặt cầu đã được thảm nhựa hoàn thiện theo đại diện công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, nhà đầu tư. Phần cầu chính có thiết kế dây văng, có hồ sơ, sơ đồ nhịp đối với đối xứng. Ở phía bờ thành phố Thủ Đức, công nhân thi công lắp đặt khe có giãn cuối cùng của cầu. Cũng theo nhà đầu tư, đến hiện tại, công trình đã hoàn thành các gói thầu xây lắp. Các nhà thầu đang tập trung thảm nhựa mặt cầu đối với hai nhánh rẽ N1, thi công điện chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan, tổ chức giao thông. Tuyến đường R12 dài 315m, có lộ giới 36,2m, quy mô 6 làn xe, tốc độ lưu thông là 60 km/h. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.